Hồi ký chiến trường ca Tác giả Nguyễn Quốc Hùng Cựu chiến binh trung đoàn 250 Sư đoàn 309 Hội ước lính xin trân trọng mời các bạn cùng đón nghe Phần 7 Thưa toàn thể các bạn, như vậy, đơn vị đầu tiên của trung đoàn 250 vượt biên sang đất Campuchia, khi trung đoàn chuyển nhiệm vụ là D1 và những người lính đầu tiên hy sinh trên đất Campuchia trong cuộc chiến Tây Nam của trung đoàn 250 cũng là lính của D1. Đến đầu tháng 12, C4 được trên chấp thuận cho sát hạch bắn đạn thật, kết thúc chương trình huấn luyện, kết quả 100% đạt yêu cầu, chẳng có khẩu đội nào đạt loại giỏi, khiến anh ảnh cứ lầu bảo mãi. Tôi cười nói đùng đỉnh. Khá giỏi trong hoàn cảnh này không quan trọng, miễn là anh em chiến đấu tốt là được. Thực tế chiến trường sau này sẽ là thầy dạy nghiêm khắc nhất mà anh. Tiếp đến tiểu đoàn liên miên học chính trị, nào là nghị quyết, nào là chỉ thị, nào là nghe phổ biến nói chuyện về thời sự, sinh hoạt tư tưởng. Tôi biết tất cả chỉ cho một mục đích, chuẩn bị cho cuộc hành quân làm nhiệm vụ tác chiến. Trong hai ngày, 18-19 tháng 12, một loạt các cuộc họp quân chính từ trung đoàn xuống tới đại đội, rồi họp hội đồng quân nhân, họp chi bộ, chi đoàn, đúng là quay cuồng. Suốt ngày vì những cuộc họp, anh ảnh và tôi suốt mấy đêm liền mất ngủ, cứ suy nghĩ miên man đủ mọi chuyện. Thu thực với cả hai người, đây là lần đầu tiên chúng tôi cùng chỉ huy một đại đội tham gia một chiến dịch lớn. Ngày đó tôi lại đang hăng, vì có 22 tuổi, lời nói hành động cứ như là lãnh tụ. Giờ nghĩ lại thấy buồn cười, hăng hái nhiệt tình, đến hết chỗ nói. Sáng ngày 22 tháng 12, anh ảnh cùng một số cán bộ chính trị D1 về e bộ họp, rồi bất ngờ từ đây đi tiền trạm luôn. Anh chỉ kịp điện về cho tôi, tôi phải đi ngay. Ông một mình làm tiếp công tác chuẩn bị. Thế là tôi cứ cuống hết cả lên, may mà số cán bộ của tôi lại thật tuyệt vời. Anh em hết sức có trách nhiệm trong công việc chuẩn bị. Chỉ có điều trên phổ biến, phải mang theo 10 ngày gạo ăn, 200 viên đạn trên một khẩu AK là sắp cho mang bằng đủ. Chiến sĩ hỏi A trưởng B trưởng, B trưởng lại hỏi đại trưởng. Thôi thì trên lệnh như vậy, thì cứ nghiêm túc mà chấp hành cái đã. Các bạn có biết không, là đại đội hỏa lực, pháo mang vác đi cùng bộ binh, hành quân chiến đấu trên lưng, chỉ nguyên thiết bị của pháo cũng đã ngót 20 cân. Còn quân tư trang đi đông liệu đạn Thành thử mỗi người mang trên lưng Và khoác trên vai Ngọt nghẹt đến 40 cân Thì hành quân dài ngày làm sao nổi 3 giờ sáng ngày 21 tháng 12 Năm 1978 d một lặng lẽ rời bỏ Buberang, Răng, đồn 8 Chúng tôi hành quân quay về Đăng Khuyết Đêm đó tôi thực sự vất vả Cứ ngược xuôi hò hét Vì anh em mang vác nặng quá lại ngày đầu tiên của cuộc hành quân, nên nhiều người đi không nổi. Vài anh tranh thủ lúc nghỉ giải lao, súng đạn không vứt đi được, chỉ còn tượng gạo trên cổ là có thể. Nên liều, chút vợi cả gạo xuống gốc cây ven đường, cứ một quãng lại có một đống, không làm thế nào mà ngăn cản nổi. Mờ sáng ngày 21, tới điểm tập kết, đợi đến 10 giờ, đoàn xe của tỉnh đội Đắk Lắc mới tới. Chúng tôi lên xe và lập tức hành quân xuôi về hướng Gia Nghĩa. Đoàn xe theo thị xã Buôn Mê Thuật lúc nửa đêm, đến hơn 3 giờ sáng thì đến Buôn Đôn. Chúng tôi dừng nghỉ ven cây cầu sắt bên ngoài Buôn. Ngày đó chỉ nghe nói nhiều đến Buôn Đôn gắn liền với các hoạt động của bọn Phun Dô. Chưa nào có biết đến một Buôn Đôn kỳ bí khác với văn hóa đặc sắc của các tộc người Lào, người Mơ Nông, người Ế Đê Tây Nguyên. 2 giờ chiều, chúng tôi đến đồn 4 ven sông Serepok hoàn thành cuộc hành quân bằng xe cơ giới thấy anh ảnh ra đón tôi thở phào nhẹ nhõm bộ lội lục tục kéo nhau về nơi trú quân tôi nói với anh ảnh em mệt quá rồi quăng mình xuống trước võng dù mắc vội lên một lúc sau tôi chìm sâu vào giấc ngủ như chưa từng được ngủ cho đến khi cậu liên lạc đánh thức tôi dậy để ăn cơm chiều rừng tây nguyên mùa khô không hề yên tĩnh tiếng ve kêu rền rĩ để lại trong tôi âm điệu buồn buồn, đơn điệu cho đến tận bây giờ vẫn không thể nào quên. Cả ngày 22 và ngày 23 tháng 12, chúng tôi khẩn trương làm công tác chuẩn bị, bổ sung trang thiết bị, vũ khí hậu cần. Anh em được ăn Tết quân đội với tiêu chuẩn tương đối tươm tất. Tiểu đoàn 1 giải quân dọc một con suối cạn, bướm vàng nhiều vô kể. Không khí nhộn nhịp trước khi ra trận như ngày hội. Bộ đội được quán triệt sẽ vượt biên tiến vào đất Campuchia. Thời gian tối đa là 30 ngày. Do đó vũ khí trang bị, lương thực phải mang theo tương đối nhiều. Đối với đại đội tôi, người nhẹ nhất cũng phải cõng trên 35 cân. Để làm gương trên nóc ba lô của tôi, nhét thêm ba quả đạn cối 82, nặng thêm 10 cân nữa. Một khẩu AK bắn gấp mới tinh, 60 viên đạn và ba quả lựu đạn M26 US, dao găm, bình tông đựng nước túi cấp cứu, viên lọc nước, bông băng cá nhân và bộ quần áo tử sĩ. Đặc biệt, từ cán bộ đến chiến sĩ được nhắc đi nhắc lại, phải nghiêm chỉnh chấp hành 9 điều quy định trên đất bạn. Những điều quy định ấy trước đó đã được học và quán triệt thật kỹ. Nay được in và phát đến tận tay bộ đội, cùng với một số tài liệu hướng dẫn chuyển đơn. 14 giờ chiều ngày 24 tháng 12, Trung đoàn 250 hành quân chúng tôi cắt rừng đi ra biên giới. Nào nào một cảm xúc khó tả của thời khắc vượt biên vào trận đánh. Thú thật vào thời điểm đó, chúng tôi cũng chưa hình dung rõ ràng sẽ phải chiến đấu như thế nào. Đối tượng tác chiến ra sao? Vì trên phổ biến về tình hình địch, đúng hay chưa đúng, chúng tôi cũng chỉ biết vậy. Cư tủ mù chẳng hiểu thế nào. Nào là phải chú ý bắt liên lạc với cánh quân của quân đoàn 3 từ công phong trảm đánh lên nào thì là phải chuẩn bị vải trắng để căng trên ngọn cây, làm dấu cho máy bay. Nào là chú ý phát hiện con đường 141 từ chơ ba chạy về cun nhét. Chỉ có điều trên bản đồ quân sự, mũi đột kích của E250 chúng tôi hướng tới sẽ xuyên qua những giải rừng cao nguyên mênh mông của tỉnh Mondokiri, dân cư lại còn thưa thớt. Rừng Tây Nguyên mùa lá rụng, khuộc, bằng lăng, đùa nhau chút lá, những thảm cây lẹ lúp xúp, lá bắt đầu chớm ngả màu vàng, trải dài dường như vô tận. Trong tôi lúc này âm hưởng của bài hát Lá Đỏ của nhạc sĩ Hoàng Hiệp thời chống Mỹ cứ đang văng vẳng ở bên tai. Gặp em trên cao lộng gió, rừng trường sơn ảo ảo lá đỏ, chúng tôi lặng lẽ hành quân. Sông Serepok đoạn chảy sát biên giới mùa khô, dòng nước khá hiền hòa. Tiểu đoàn 407 đặc công của quân khu đã sang trước và triển khai chốt để bảo vệ bến vượt. Tám chiếc xuồng cao su của công binh hối hả đưa chúng tôi vượt qua sông. Bờ đất Campuchia dốc dựng đứng, trông tre cắm dày đặc. Chúng tôi co kéo nhau, nhanh chóng vượt lên rồi cắm cúi đi mãi miết. Rừng già nguyên sinh, có những thảm thực bì dày đến nửa mét. Ánh mặt trời đến cả giữa trưa cũng không xuyên qua nổi tán rừng ken dày. Đêm đầu tiên toàn trung đoàn ngủ nghỉ ngay dọc đường hành quân. Quanh những gốc cây ụ mối, chúng tôi cho anh em triển khai cơm nước. Cán bộ thì hội ý, hội báo, kiểm tra nhắc nhở, rút kinh nghiệm. Bộ đội thì mệt phờ, vai bắt đầu đỏ tấy sau những ngày hành quân mang vác nặng. 2 giờ sáng, ngày 25 tháng 12, trung đoàn tiếp tục hành quân và lúc bấy giờ mới chính thức vượt suối biên giới Đắc Đàm. 6 ngày liên tục hành quân, Trung đoàn 250 vẫn tiếp tục xuyên rừng hướng về vùng thị xã Con Nhét. Đã nghe tiếng súng nổ ở xa xa, lúc bên trái, lúc bên phải. Có dấu hiệu Pol Pot đã phát hiện được mũi hướng tiến quân của trung đoàn và tổ chức bám theo. Phía bên phải đội hình tiến quân của N250 là E142 cũng của tỉnh đội Đắk Lắc đã bị bọn Pol Pot tập kích. Sự căng thẳng hồi hộp đang được đẩy dần lên. Chúng tôi luôn được trên thông báo về tình hình chiến sự của tòa mặt trận quân khu 5. Các trận đánh dữ dội và đang diễn ra trên hướng chính, hướng cửa mở. Đó là khu vực đường 19 kéo dài. Các trung đoàn của các sư bộ binh 309, 307 đã tấn công thẳng vào Lunpat, Pokeo, đã chiếm được ngã ba còng Hương. Mũi đột kích mạnh đang nhanh chóng phát triển về hướng Sở Tung Trang. Trên sông Mê Công, 3 giờ sáng ngày 30 tháng 12. Khi đó tôi đang trực tiếp lên ngủ đêm với trung đội 1 vì tình hình hết sức căng thẳng. Pol có thể bất cứ lúc nào sẽ tập kích thì liên lạc tiểu đoàn tìm xuống gặp và truyền đạt mệnh lệnh tôi phải đi gấp cùng đoàn cán bộ tiểu đoàn 1 đi tiền trạm giao đại đội cho anh ảnh chỉ huy kéo theo cậu liên lạc chúng tôi khẩn trương đi ngay trong đêm cắt rừng đi mải miết đến tận chiều tối hôm sau khi tới một cánh rừng già, ven một con suối cạn, có rất nhiều cây to và ủ mối, thì chúng tôi dừng lại. Đến 8 giờ tối, đội hình của trung đoàn bộ và các đại đội trực thuộc cũng dồn tới. Riêng tiểu đoàn 3 đã tách ra để đi tăng cường cho E812 sư đoàn 309. Lúc này tôi mới được biết E250 đã tách khỏi đội hình hành quân của tỉnh đội. Mục tiêu lúc này là độc lập, tiến trách về hướng dạng núi xanh còn mục tiêu ban đầu là thị xã Con Nhét cũng đã bị E812 của F309 làm chủ. Lại nói về sử dụng lực lượng, E250 vượt biên chỉ với hai tiểu đoàn 1 và 3, còn tiểu đoàn 2 vẫn chốt giữ khu vực đồn 8 Puperang, chờ lệnh. Cho đến hơn một tháng sau, D2 mới từ đồn 8 đánh sang. D2 phát triển truy quét địch dọc đường 141, rồi hội quân với trung đoàn ở cứ điểm Chupa, Tảng sáng ngày 31 tháng 12, mọi người vừa thức giấc, đa phần còn chưa kịp thu gom tăng võng, thì Pol Pot bất ngờ tập kích. Đây là trận tập kích đầu tiên của Trung đoàn Bộ và Tiểu đoàn 1 hứng chịu trên chiến trường Campuchia. Hàng loạt đạn hỏa lực B-40, B-41, M-79 từ cánh trái theo hướng hành quân rơi trùm lên toàn bộ đội hình trú quân của D-1 và E-bộ Trước đó, Pot đã bí mật áp sát các đại đội bộ binh của D1 và nổ súng. Phía trong, tất cả chúng tôi xoay quanh các gốc cây ụ mối, đành bất lực chịu trận. Đạn súng phóng liệu M79 của Mỹ nổ đanh gọn, lá cây, bụi đất bốc mượt mù. Trong rừng già, tiếng nổ của các loại đạn cứ ù ù. Đối với nhiều người, đây là lần đầu tiên hoảng loạn là không tránh khỏi. Tim đập thình thịch, hai mắt giáo giác nhìn chỗ nào chỗ nào nấp cũng thấy lạnh lưng hờ sườn có anh còn vãi cả da quần sợ hãi trước hết là một phản xạ tự nhiên nhất là đối với những người chưa kinh quá chiến đấu một lúc sau tiếng súng bắn trả của ta cũng nổ dồn một lúc sau hướng c 2 c 3 của d 1 tiếng súng bắn trả của ta dồn dập đại đội trưởng đại đội 2 nguyễn thành phong dẫn đầu một trung đội vừa bắn vừa vận động phản kích địch. Anh em bắn hạ tại chỗ bốn tên áo đen, bắn bị thương nặng một tên. Khi im tiếng súng, chỉ huy trung đoàn lệnh lập tức khiêng tên Popot về gấp để khai thác. Lúc sau anh em C2 cáng thằng Pot về đến nơi. Nằm trên võng mặc bộ quần áo đen cũ kỹ, đất cát lấm lem. Trên cổ vẫn đeo chiếc còi bằng đồng. Thằng Popot to kinh khủng, viên đạn AK găm giữa chán, nó đương thở hắt ra Trung đoàn trưởng Nguyễn Hữu Hòa cáo tiết quát Đù mẹ Sắp chết cha nó rồi Còn khênh về làm chi cho uổng công Anh em C2 còn thu được mấy khẩu súng Đặc biệt có khẩu B41 Cùng chiếc ba lô Của chiến sĩ C2 Lê Bá Bật Hy sinh không lấy được xác Trong trận bom bốt tập kích Vào đội hình D2 Xâm nhập sang đất Campuchia Khi đơn vị còn ở đồn 8 lúc trước Hóa ra là bọn này chứng tỏ chúng vẫn liên tục bám nắm hoạt động của E-250 cho đến tận bây giờ. Trận tập kích của bọn Pot đã khiến chúng tôi chịu rất nhiều thiệt hại. Tổng số có 7 hy sinh và 6 bị thương nặng, trong đó chủ yếu ở D-1. Tôi trực tiếp chứng kiến anh Nguyên, chính trị viên đại đội thông tin, người Thái Bình, tự nhiên chúi đầu sau tiếng nổ. Nguyên dính một mảnh M79 tung con người mắt phải. Khi đó Nguyên đang nấp gần tôi ở ven dòng suối cạn. Tiểu đoàn 1 khẩn trương bàn giao thương binh tử sĩ cho trung đoàn, rồi ngay lập tức chúng tôi tách đội hình, độc lập nhằm hướng tây cắt rừng, tiếp tục hành quân. Suốt đêm ngày 31 tháng 12, chúng tôi cắt rừng đi mãi miết, hành quân suốt đêm trong rừng rậm, vô cùng vất vả. Có những lúc tối quá, trời tối như mực, chúng tôi phải cho anh em giải truyền đơn xuống đất, gài vào sau lưng ba lô để làm dấu cho khỏi bị lạc. Mang vác nặng, luôn rừng rậm, bầu trời mặt đất tối đen, hố sâu, gốc cây ụ mối, bờ đất. Kệ hết, bộ đội bám sát nhau mà đi. Hơi thở hồn hển mồ hôi ướt đẫm, anh em cứ ngã lên ngã xuống, đến tội. Đến tảng sáng, súng lại nổ dồn rập ở phía sau, bộ bốt lại tập kích, C1 đi sau lại có tường vòng. Cho đến chiều ngày mùng 1 tháng 1, năm 1979, sau 9 ngày luồn rừng kể từ khi Việt biên giới, chúng tôi mới phát hiện dấu hiệu có dân khi nhìn thấy lắc đác vài vạt rễ nhỏ bỏ hoang ven suối. Như trên tôi đã nói, vùng đất này dân cư vô cùng thưa thớt. Mundukiri có lẽ là tỉnh nghèo nhất nước Campuchia, có đường biên giới chung với Việt Nam, nên tỉnh này đã trở thành cái nôi cách mạng của bọn Khmer Đỏ. Đương nhiên, dân có vẻ rất trung thành với Pol Pot. Vì trong gần 4 năm giành được quyền lực, chính quyền Pol đã thực hiện thành công một số chính sách đầu tư ưu đãi. Chúng thực hiện gom dân, dồn những buôn làng nhỏ thành những buôn lớn, tập trung làm đường, đắp đập xây hồ, làm kênh mương thủy lợi, tổ chức lại đời sống theo hướng cộng đồng tập thể, tập trung cao những phong tục tập quán. Chúng cho rằng ngược với đường lối của Pol Pot đều bị cấm đoán hoặc điều chỉnh, xóa bỏ. Trưa ngày mùng 2 tháng 1, tiểu đoàn 1 tạm dừng nghỉ lại ven một cánh rừng. Cách điểm đứng này nhìn trong bản đồ, thấy chỉ dấu có buôn làng. Điểm dân cư, gần nhất cũng trong khoảng 4-5 km. Một lúc sau, đội hình các đơn vị trực thuộc và ép bộ cũng dồn tới. Đã hơn một ngày nay, không thấy bộ, bộ tập kích những đơn vị đi phía sau. Khổ nhất lúc này có lẽ là anh em đại đội 22 vận tải. Đội hình trung đoàn càng tiến vào sâu sự kết nối trước, sau chưa được hình thành, thì việc tiếp tế lương thực, vũ khí, vận chuyển thương binh tử sĩ, tất cả đều chất trên đôi vai của anh em, nhất là tử sĩ. Có nhiều ca anh em phải luôn dừng khiêng theo đến cả gần chục ngày. Mùi hôi tối không thể chịu nổi. Đến chạm rừng nghỉ, phải đào hố tạm trôn xuống, đến khi đi lại móc lên. Thay mấy lần tăng võng mà vẫn cứ phải khênh theo sau đợt một chiến dịch Đông Bắc Campuchia, C-22 đã được tặng thưởng huân chương chiến công hạng 3. Cũng chính trong buổi chiều ngày 2 tháng 1, không thể quên đó, tôi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Một buổi lễ kết nạp đơn giản với lá cờ đỏ búa liềm nhỏ răng trên hai cành cây rừng. Một ấm trà thanh hương pha bằng tứ nước đục cho ra màu nước lờ lờ khó tả. Đảng bộ D1 lúc này có tất cả 14 đảng viên chính thức và hai đảng viên dự bị sinh hoạt trong ba chi bộ ghép C3 C4 thuộc chi bộ ghép số 3. Lại thấy ngày nay việc phát triển kết nạp đảng viên mới đảng của ta có nhiều vấn đề, người vào đảng thì đa số với động cơ cơ hội. Đảng bộ xây dựng chỉ tiêu hàng năm để phấn đấu, nguồn ít nên đạt được nên đạt được lượng thì kém chất. Chiều ngày mùng 3 tháng 1, D1 lại tiếp tục hành quân. Chúng tôi đi theo hướng đến một mục tiêu trên bản đồ có tên là Buôn So San. Lại luồn rừng mà đi. Hết rừng thưa lại đến rừng rậm. Đêm xuống trời tối đen như mực. Mệnh lệnh là phải tuyệt đối giữ bí mật. Thế nhưng tôi vẫn nhớ mãi một tình huống. Anh Việt, tác chiến làm cướp cò khẩu súng M79. Ông này sách khẩu súng vướng víu thế nào? Bỗng bốc, âm. Quả đạn phóng ngược, chéo lên, va cành cây, nổ tuè tuét. Như một phản xạ không điều kiện, từ anh đang gặp người vịn cây lom khom đến anh ưỡn ngực bước tất cả đều lăn đùng ngay ra cứ tưởng bị pol bốt tập kích cả cái đế cối 82, hai nặng mười lăm cân thằng hiệp con vác trên vai quẳng ngay lên gióng chân ông ảnh ôi giờ ơi ông ảnh nghiến răng quân quại không dám rên thành tiếng chỉ thầm rít lên mẹ mày mày giết ông rồi sau ông ảnh phải chống gậy Mọi thông tin tối thiểu về điểm so sang, hoàn toàn chúng tôi không có. Dường như mọi buôn làng ở vùng này đều lẫn ở trong rừng. Mùa khô, nhất là những vạt rừng bằng quan mộc, thì đâu cũng là đường. Đường lâm nghiệp, đường mòn của dân sơn tràng, đường xe bò, rất khó định hình được con đường 141 chạy ngang qua sổ sàn để về cô nhét. Thêm nữa, gần như toàn bộ các buôn bản nhỏ ở giải rác và ngay cả thị xã Cô Nhét cũng đã được chính quyền Pol Pot quy hoạch dồn vào những điểm tập trung mới, xây dựng mới. Các chỉ dấu điểm dân cư trên bản đồ hầu như đã biến đổi hoàn toàn so với thực địa. Chúng tôi phát hiện ở xa xa, khuất lấp sau đám cây rừng thấp, thấp thoáng mấy nếp nhà sàn. Nhưng khi cho trinh sát bám vào, quan sát kỹ, thì vẫn là mấy buôn nhỏ bỏ hoang đã lâu. Đây đó vẫn thấy những thân cây, đám cỏ cháy nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng một người dân. Cả ngày hôm đó, tiểu đoàn 1 thận trọng vòng veo phát triển không quá 5 km rồi lại lộn trở ra. Tối xuống rất nhanh, chúng tôi được lệnh bí mật nghỉ luôn tại chỗ. Bộ đội lặng lẽ nhai gạo rang, xong sở lần gốc cây, bờ ruộng, bụi rậm tìm chỗ nằm. Tối qua cùng anh ảnh và cậu liên lạc, tiện sờ thấy có một thân cây nhỏ, cháy dở, thơm thơm mùi than củi nên gác đầu lên nằm ngủ. Sáng ra nhìn ba anh em mặt mũi, đầu tóc, người ngợm lấm đem cho than, lại lép nhép ướt do sương đêm, nước không có, cứ vạt áo mà chùi. Mấy cậu lính nhìn thấy còn trêu. Trông các thủ trưởng cứ như lính đặc công hóa trang tiền nhập ấy nhỉ. Anh ảnh là hồ bầu. Cho chúng mày cười. Thì chúng mày, vậy có khác cho gì tao. Mờ sáng ngày mùng 5 tháng 1, sau khi ổi ý với các xe trưởng, anh Tý đắn đo một lúc rồi phát lệnh hành quân, vẫn sử dụng trinh sát đi trước, tuyệt đối tránh các khoảng trống lớn và buôn cũ, vì tới vùng này khả năng xảy ra tao ngộ chiến bất kỳ lúc nào cũng có thể. Tôi gọi cho ba đồng chí bê trưởng lên nhắc nhở, cho anh em luôn ở tư thế sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Đến tầm quá trưa, anh em trinh sát báo về gấp, phát hiện có địch, có một tên áo đen đang ngồi trong lán canh rẫy bên bờ dòng suối rộng quay lưng ra phía bộ đội ta. Xác định là bọn Pốt, vì có khẩu K63 dựa vào vai. Anh Hòa chính trị viên vẫn hỏi bâng quơ. Dân hay địch? Anh Tý đột nhiên cáu. Đến đấy mà hỏi. Giờ mà vẫn còn dân với trả địch. Đang lúng túng nói nhau, thì lại được tin thả vốt áo đen, ao một cái đã phóng vọt xuống suối, lặn mất tâm. Anh Tý lập tức lệnh giãn đội hình, đưa tiểu đoàn bám lên 10 phút sau, lúc này toàn bộ tiểu đoàn đã có hai đại đội và dây bộ lọt gần hết vào chẳng rừng thưa. Chủ yếu toàn cây khọc dầu và rất nhiều ụ mối to nhỏ. Bên trái theo hướng tiến có một dòng suối rất lớn. Hai bên bờ dày đặc che gai thì nghe tiếng đề pa của cối 82. Hai khẩu 82 của Pol Pot cách khoảng hơn 1.000 mét dội thẳng đạn vào đội hình của dây 1. Chúng tôi ôm đầu phơi lưng rút quanh các gốc cây ụ mối mà chịu trận. Tiếng cánh đuôi của những quả đạn liên tục hú lên trên đầu, tiếng nổ đanh rền chát chúa. Sóng xung kích phân phật, mảnh kim loại rít vèo véo, khói bụi, lá cây tung mù mịt. Quả thật không gì khủng khiếp và hồi hộp hơn khi nằm phơi mình trên mặt đất chờ đón kết quả bi thảm đến với mình. Hôm đó tôi mới thực sự cảm nhận hết được sự uy lực ghê gớm của những quả đạn cối 82 đang chốt xuống đầu mình và nổ tứ tung ở xung quanh. giữa dối mù tiếng nổ, tôi gọi cậu tiến b trưởng b 2 chọn vị trí cho giá gấp cầu khối để xin lệnh bắn phản pháo. ra cối và tính toán phần tử bắn xong, nhưng anh tý quyết không cho bắn. lúc này đã im tiếng nổ, các đại đội báo cáo nhanh về chỉ huy tiểu đoàn. rất may chỉ có thương vong ở đại đội 3 anh tý lệnh cho c 1 phát triển tiếp. anh em báo về lại phát hiện một buôn rất lớn. Khi tiến đến tầm quan sát rõ, tôi nhìn thấy hai dãy nhà sàn xa xa, khuất lấp sau dạng cây rừng thưa. Có hai bóng người di chuyển rất nhanh giữa các ngôi nhà. Anh tí cũng đã nhìn thấy, nhưng rồi anh khoát tay ra lệnh. Rút! Tôi còn tròn mắt. Lập tức hỏi lại. Sao lại rút? Đánh thẳng vào chữ anh. Anh tí nhắc lại, giọng rất khoát. Rút! Rút ngay! Sau đó khi có dịp, anh Tý có nói lại với tôi là khi đó mình chưa nắm được tình hình địch đông ít như thế nào. Cứ sông đại vào, nó mà phòng thủ, chắc thì có mà ôm đầu máu vô ích. Cứ chắc chắn cái đã, không việc gì phải vội. Trận đánh nhanh chóng kết thúc sau hơn 30 phút nổ súng. Chúng tôi cũng không biết lực lượng POPOT bị tiêu diệt này thuộc đơn vị nào, nhưng vì địa bàn này thuộc vùng hoạt động của Sư 920 bọn Pot, nên cứ mặc nhiên công nhận với nhau đó là của 920. Đếm trên sàn nhà bờ mương gốc cây có tổng cộng 21 xác. Một số cởi trần còn lại mặc quần áo đen, căn cả ma và mũ màu. Ta thu 13 khẩu súng các loại, hai khẩu trung liên RBD, hai khẩu M79, B40, B41 và súng AK K63. Chúng tôi vào buôn kiểm tra, thấy chính quyền Pot, POT đã quy hoạch và xây dựng buôn này khá hoàn chỉnh. Hàng dãy nhà sàn cùng một kiểu đều đặn, mái lợp cỏ tranh, vách thưng gỗ xẻ. Những con đường được giải cấp phối bằng đất khá rộng rãi. Giữa buôn có một khu đất rộng, trên cột cờ bằng gỗ vẫn phấp phơ cái lá cờ ba ngọn tháp của chính quyền Khmer Đỏ. Trong các ngôi nhà sàn của dân gần như hoàn toàn trống trơn, không có tài sản gì. Nghe nói một trong những tiêu chí xây dựng của chế độ cộng sản Pol Pot là triệt để, triệt tiêu sở hữu cá thể. Người dân phải sinh hoạt tập thể, ăn tập thể, làm việc tập thể. Một chế độ xã hội duy ý chí đến quái gở. Bộ đội ta được lệnh quán triệt thật kỹ, đã được giám sát chặt chẽ việc thực hiện 9 điều quy định trên đất bạn, nên gần như không ai dám động đến tài sản của dân. Cậu liên lạc của tôi nhặt đâu về mấy cây bút chỉ có đầu tẩy mới tinh của Trung Quốc cùng hai cuốn vở tập anh ảnh nhìn thấy la cho một trận Rồi bắt lấy ở đâu Phải bí mật đem lại nguyên chỗ cũ D1 để lại C1 Chốt ở trong buôn Đồng thời làm nhiệm vụ chôn lấp xác chết Còn tất cả phải rút ra bên ngoài Bố trí chốt tạm Trong cánh rừng ở phía đông Quan sát buôn Lương thực thực phẩm của bộ đội hành quân mang theo Đã cạn Hai ngày nay chúng tôi đã phải dùng đến cơ số gạo sấy dự trữ Đạn dược cũng đã tiêu hao nhiều cần phải bổ sung, đặc biệt những ca tương tự, rất cần phải chuyển gấp về phía sau, khiến chỉ huy tiểu đoàn cùng chúng tôi hết sức sốt ruột. Lúc này sở chỉ huy trung đoàn còn ở cách chúng tôi khoảng 15 km nữa, về phía đông nam. D3 đã hành quân tăng cường cho E812, F309, đánh chiếm thị xã Cô Nhét và tiếp tục tấn công vào khu vực hậu cần của F920 Pol Pot ở phía tây nam núi xanh. Tôi nghe nói đã thu được một số vũ khí trang bị xe cộ, diệt được một số địch. Nhưng cơ bản, lực lượng của sư đoàn 920 Pol bon Pot đã tàn rã hoặc kịp thời phân tán và tổ chức di chuyển về các tỉnh ở vùng Tây Nam. Tình hình chung lúc này trên toàn miền Đông Bắc Campuchia, các đơn vị của quân khu 5 đã cơ bản giải phóng, làm chủ hoàn toàn ba tỉnh Ratanakiri, Mundungkiri và treng đánh tan rã hoàn toàn hai sư đoàn chủ lực của Pol Pot tại đây là các sư 920 và 801. Nội lo chính của chúng tôi ở hướng tấn công thứ yếu này hiện tại là đối phó với các lực lượng du kích bộ đội địa phương vùng 105 Pol Pot. Đây là lực lượng rất tinh quái, thông thạo địa hình, địa vật, hết sức linh hoạt, thoát ẩn, thoát hiện. Chủ yếu dùng chiến thuật tập kích, phục kích. Ngay trong đêm mùng 6 tháng 1, C3 lại bị tập kích. Có thêm một chiến sĩ hy sinh và hai bị thương. Tối hôm đó tất cả đơn vị, không khí hết sức căng thẳng. Dư âm của trận đánh hồi sáng ngày 5 tháng 1 và nỗi lo các toán polpot bám quanh quật đâu đây, bên ngoài khiến mọi người không ai ngủ nổi. Sáng ngày 8 tháng 1, D sử dụng lực lượng hai đại đội 1 và 2 làm một cuộc càn quét ngắn. Phát triển đến hơn hai cây số, bên bờ tây của dòng suối nhưng không phát hiện được địch cũng như dấu vết dân ở. Như vậy là cho đến ngày hôm đó, tất cả mấy nghìn dân vùng này ẩn trốn hết ở nơi đâu, chúng tôi vẫn chưa phát hiện được. Cho đến khi dân vùng xô này tự về vào ngày 14 tháng 1. Cũng mở sáng ngày 8 tháng 1, anh Tý thông báo cho chúng tôi biết C-22 vận tải đang trên đường cắt rừng lên với D-1. Lực lượng này đã hành quân từ chiều ngày 7 tháng 1 Tý lệnh điều một trung đội của C3 do trực tiếp đại đội phó giáo chỉ huy quay về bắt liên lạc và dẫn C2 lên. Đến 7 giờ, tiếng súng chợt nổ rồn. Nghe rõ tiếng nổ của đạn B40 M79 ở sở chỉ huy tiểu đoàn, chúng tôi tái mặt biết là ta đã bị phục. Đến 10 giờ, tiếng súng lại nổ gắt gần chục phút. Đến hết 11 giờ, anh em C22 cùng C3 mới rụt tới. Anh em cáng theo ba chiếc võng đẫm máu. Người bị thương nằm trong một của ba chiếc võng cáng đẫm máu. Đó là anh Nguyễn Văn Quỳ, chính trị viên C22, người Bắc Giang, đồng hương của tôi. Hai chiếc võng cáng còn lại là xác của hai đồng chí bê phó của đại đội 3. Hai đồng chí này quê ở Đức Thọ, Hà Tĩnh, cùng nhập ngũ một ngày, 18 tháng 8 năm 76. Cùng bị một viên đạn ca răng bắn tỉa xuyên qua hai đầu là bạn thân của nhau chỉ vì lao ra cứu bạn khi bạn bị thương ở chân nên để đến nỗi này. Tôi bàng hoàng khi không nhận ra anh quỷ. Anh nằm trên võng, mặt phù lên vì vết thương ở cổ. Do cậu cứu thương, vội băng đã xử lý quấn cầm máu vết thương như quấn caro. Quần áo đầu tóc bụi đất và lá cây dính lấm lem đậm máu. Cậu hiếu y sĩ khẩn trương thao tác, đặc biệt vết thương nơi cổ Lúc sau anh quỳ hồi tỉnh dần, đã lơ mơ nhận ra người xung quanh. Tôi lau mặt cho anh rồi khẽ hỏi. Anh Quỳ, anh có nhận ra em không? Khuôn mặt anh lúc đó không biểu cảm. Lúc sau cặp môi khẽ động đậy. Giọng anh nhẹ như hơi thở, khó nhọc. Hùng, Hùng à. Chào ôi, đến khi gần chết, tính anh vẫn vậy. Vẫn vô tư, hài hước. Đại đội vận tải quay về, đem theo gần chục ca thương tử Đêm đó cắt rừng đi. Do nằm trên cáng cứng, làm bằng tấm cánh cửa, tôi cho lính của mình lấy về để cáng anh quỷ. Anh em đã ba lần vấp ngã, quăng anh xuống đất. Dạng sáng ngày 9 tháng 1, đưa anh lên bàn mộ, thì anh đã hy sinh. Cho đến chiều tối ngày 11 tháng 1, khi gặp bác sĩ, cố nói lại, tôi đã khóc. Đêm đó, tôi đã viết bài thơ về anh. Tiểu đoàn 1 từ ngày 9 tháng 1 đến ngày 12 tháng 1 liên tục tung lực lượng đi càn quét, làm sạch địa bàn, nhưng không gập cứ của địch. Trái lại chúng tôi liên tục bị bọn pot du kích bám nắm, sơ sảnh là bị tập kích ngay. Toàn tiểu đoàn lại lâm vào cảnh hết lương thực. Tôi nhớ mãi chiều ngày 10 tháng 1, khi đó cả đại đội chỉ còn vẹn vẹn hai gói gạo sấy của tôi. Để dưới đáy ba lô, hơn 50 con người cùng ăn một nồi cháo nấu bằng hai gói gạo sấy nấu lẫn với đọt rau rền gai ăn xong một lúc sau cả từng ấy người bụng đều réo lên sùng sục rồi thi nhau xách quần lẩn vào các bụi cây đến khi cho ra hết thứ dịch xanh xanh trong ống ruột thì mới thôi đợi đến chiều 11 tiểu đoàn mới được tiếp tế lương thực phải công nhận thời kỳ này chúng ta đói khổ bộ đội đi chiến đấu mà lương thực mang theo vẫn phải ăn độn đến 50% là ngô say. Nhìn nắm cơm vắt đỏ màu ngô, to như mà thằng ăn mày. Thế mà bẻ ra chấm với gói bột canh ngũ vị hương, ăn cứ ngọt lịm, vèo một cái là đã hết. Đất rừng vùng đông bắc Campuchia, nhìn đâu cũng thấy lá cây giang. Chỉ dài lao ăn cơm nắm. Chỉ cần tuốt lấy một nắm lá, vò cho vào ca bình tông, đổ nước, nhóm lửa đun sôi lên là được một bát canh chua thật tuyệt. Giờ ngồi nhìn bàn ăn đầy cao lương mỹ vị, mà sao ăn không ngon bằng hồi đó. Dân ở Buôn Sô Khan đã từ từ kéo về, rồi trung đoàn bộ cũng dồn tới. Tiểu đoàn 1 bàn giao khu vực này xong, chúng tôi lập tức theo trục đường lâm nghiệp, hành quân về hướng đông dãy núi xanh, rồi chốt lại tại một buôn nhỏ, nhưng có vẻ khá khang trang với hồn trục ngôi nhà sàn cao giáo bên bờ đông dòng suối lớn chúng tôi đặt tên là buôn pồn pot vì không thấy có dân về hơn 20 ngày màn trời chiếu đất đến hôm đó dê bộ và c bốn mới lại được ngủ dưới gầm những ngôi nhà sàn không dám ngủ bên trên vì sợ bọn pot tập kích các đội đội khác thì bố trí trong những vạt rừng thưa xung quanh buôn hơn chục ngày chúng tôi ở đây cũng đã phải hứng chịu 3 bốn trận du kích pồn pot tập kích bằng hỏa lực vào đội hình Chúng từ những vạt rừng bên bờ tây dòng suối, bắn B-40, B-41, rồi cả cối 60, rồi lập tức lật mất. Ở buôn này, dân đã bỏ đi, để lại chó gà, có đến mấy chục con. Ban đầu thấy người chúng díu dít, quanh quẩn đòi ăn, cũng rất vui. Nhưng sau mấy ngày cứ vãn dần. Tôi đâm sinh nghi, rồi lặng lẽ theo dõi. Và một buổi tối đến tầm 2 giờ sáng, quan sát phía hầm đặt khẩu cối 82 của B2, thấy có ánh lửa. Tôi lần xuống, phát hiện siêu nước đang sôi. Thằng Dũng bom ngồi bên cửa hề hề. Bọn em đun nước uống ấy mà. Nhưng tao ngửi thấy mùi thịt gà. Dũng cúi mặt không nói gì. Tôi dấn luôn. Chín chưa? Cho tao làm một miếng. Hoàn hô đại đội trưởng. Đại đội trưởng muôn năm. Thế chứ lị. Dũng phấn khởi hẳn lên. Chào ôi, chưa bao giờ tôi được ăn miếng thịt gà ngon như vậy. Có lẽ ăn vụng thì cái gì cũng ngon. Chiến đấu xong xuôi còn nhắc. Phải biết chùi mép đấy nha. Đừng để mấy thằng phái viên đi cùng. Nó phát hiện đấy. Rồi kỷ luật cả lũ. Tình hình mặt trận chuyển biến mau lẹ. Sau ngày 7 tháng 1 giải phóng Đông Pinh, ta đã chuyển tư tưởng từ chỉ đạo ban đầu là đánh sang rồi rút để rồi tiếp tục tấn công giúp bạn giải phóng toàn bộ đất nước Campuchia khỏi bàn tay của bè lũ diệt chủng Pol bon Pot, Yeng Sari, giúp lực lượng nổi dậy của bạn thành lập chính quyền mới. Những ngày này trên vùng đông bắc Campuchia, các đơn vị của quân khu 5 đang làm tiếp công việc bình định, làm sạch địa bàn, giúp bạn hình thành và ra mắt chính quyền cơ sở huyện, xã. Một số đơn vị của sư đoàn hai bộ binh đã hoàn thành nhiệm vụ tăng cường cho quân đoàn 4 giải phóng thủ đô Nông Pinh, nay cơ động về lại quân khu và đã dần sang để thay thế cho các đơn vị của sư 309, để sư này lật cánh chuyển sang hướng mặt trận Tây Nam. Sư 315 của quân khu 5 mới được thành lập, đang cùng sư 307 tấn công giải phóng nốt tỉnh cực Tây Bắc Campuchia là tỉnh Prek Vihia. Bộ đội dân công hỏa tuyến, thanh niên sung phong của các tỉnh quân khu 5 cũng đang được tổng động viên dồn sang để giúp bạn đảm bảo an toàn hành lang phía sau cho các đơn vị phía trước tác chiến. Hết phần 7. Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 8.